Sáng nay ngày 6 tháng 7, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Chủ trì hội nghị có trưởng ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung, phó trưởng ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở. Đến dự có phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Trong 6 tháng đầu năm, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được các cấp, các ngành tuyên truyền, phổ biến thực hiện ở các loại hình. Các cơ quan đơn vị đã gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn của ngành, địa phương mình. Các cấp chính quyền tập trung triển khai ban hành nhiều chính sách quyết liệt, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng cường sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ đời sống người lao động. Trong 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố triển khai các nhiệm vụ, trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ gắn với tuyên truyền chủ đề năm 2022, tập trung triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Thành ủy Đà Nẵng về phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn bình thường.